kịp được làm được từ đây. Mình mời mọi người. Đây rồi, mình tìm đúng đâu rồi mọi người. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, cơ sở Cầu Giấy. Và hôm nay thì mình cũng không có đi một mình, mà hôm nay thì mình có một người bạn của mình, đó là Bích Phương. Và hôm nay mình đã đi cùng với một người bạn của mình là một thằng bạn khủng long để đến với trường Lương Thế Vinh ngày hôm nay. Và hãy cùng chúng mình xem là sự kiện Halloween hôm nay của trường có gì nhá. Là một hoạt động thường niên được các bạn học sinh trường Lương Thế Vinh tổ chức. Để đây chính là một sân chơi giúp các bạn giao lưu này, giải tỏa sau những giờ học căng thẳng. Nhìn vào bản đồ thì mình và Dũng đang đứng tại khu vực cửa vào. Còn có các khu vực như là khu vực trang điểm này, khu vực trò chơi hay là khu để xem phim nữa. Và để tham gia vào những hoạt động tại đây thì đầu tiên bọn mình phải đi đổi cúp bông cái đã. Mỗi vé thì có giá là 10.000. Đó, ở đây sự kiện này thì họ không có dùng tiền trực tiếp để họ mua các sản phẩm, mà là chúng mình sẽ dùng các cái cúp bông như này nha. Và hãy thử xem là với 10 cúp bông thì chúng mình có thể làm được những gì ở sự kiện Halloween này nhá. Quầy ném phi tiêu để mình thử xem là cưỡi trên cái bạn thú cưng này của mình thì xem tài năng của mình sẽ như thế nào nhé các bạn. Nghe từ ui suýt được. Cơ hội cuối cùng, mạnh mẽ lên. Không được rồi các bạn ạ. Di chuyển sang một cái quầy khác. Tôi dám nhưng mà sau này bạn bắt nạt tôi vậy, mà tôi mặc như thế này bạn cứ bắt tôi làm những thứ rất là cồng kềnh. Ok được rồi. Nếu không chị có được quả. Chị chọn số đi chị. Chả sao, còn nhiều hoạt động cơ mà. Ơ kìa, đang đi tự nhiên nắm chân khủng long của người ta. Đấy, ai bảo thử thách khó mình cơ, xong bây giờ lại cứ làm cái mặt gì các bạn ạ. Thôi, quay trở lại vấn đề. Bên cạnh những hoạt động ngoài trời thì tại đây ban tổ chức cũng tổ chức một số hoạt động trong nhà để các bạn học sinh có thể thử thách sự khéo léo của mình. Trong khu vực này thì có hoạt động để các bạn học sinh tự tay làm nến này, được làm đủ các công đoạn và đợi nến khô để trang trí luôn. Nếu như mà đam mê sô-cô-la thì chắc hẳn các bạn sẽ muốn tự tay làm nên những viên sô-cô-la cho riêng mình, vừa được tự tay làm vừa có thành phẩm để ăn luôn. Còn bây giờ là một khu vực siêu đặc biệt của trường Lương Thế Vinh. Các bạn ạ, ngay đằng sau lưng mình đây chính là một đặc sản của trường Lương Thế Vinh mỗi dịp Halloween, chính là nhà ma. Và bây giờ mình và Dũng sẽ thử đi vào đây xem là mức độ sợ hãi của bạn Dũng như thế nào, chứ mình tin là mình không sợ đâu. Thì là mặc cái này có đi vào được nhà ma không ạ em? Mặc cái này thì em nghĩ là không đâu ý. Vậy chưa? Rồi ạ, mình sẽ phải to quá đúng không? Bây giờ mình sẽ cởi bộ này ra để mình và Dũng có thể đi vào trong này. Các bạn ạ, bây giờ mình và Dũng sẽ chính thức đi vào nhà ma ở tại trường Lương Thế Vinh. Ui dồi ôi, bây giờ phải bò vào rồi ạ. Bây giờ mình sẽ bò vào rồi. Rồi nhá. Ôi mong là đừng có gọi điện thoại. A few minutes later. Bây giờ mình quay ra chắc là vẫn kịp phục nào từ đây. Đây để mình mời mọi người. Đây rồi, mình tìm đúng rồi mọi người. Mình không sợ đâu. Tuy là mình không sợ đâu. Đây là đâu? Có này. Người mình đã trở lại sau khi đi nhà ma xong. Và mình và Dũng đang đợi ở sân trường.
để đợi đến một sự kiện buổi tối, chính là được xem rất nhiều tiết mục đặc biệt và có rất nhiều vị khách đặc biệt sẽ đến với Trường Lương Thế Vinh để chào mừng ngày lễ Halloween này. Bây giờ thì 3, 2, 1. Sự kiện ca nhạc buổi tối sẽ có tiết mục của các bạn học sinh cũng như các ca sĩ khách mời đặc biệt, góp phần làm nên một đêm nhạc Halloween khó có thể quên. Và đó là trải nghiệm của chúng mình tại trường Lương Thế Vinh. Sự kiện Halloween của trường bạn thế nào? Hãy chia sẻ bên dưới với chúng mình và hẹn gặp lại trong các số Zlog tiếp theo nhé. Các bạn ạ, cuối cùng là sau một vòng đi xung quanh trường Lương Thế Vinh thì mình cũng tìm được một người đồng hành giống mình. Mình chào nhau một cái đó. Mình chào nhau một cái. Rồi đó, 1, 2, 3. Rồi, ok. Còn bây giờ thì bye bye.